Rồi các bác, con lo này nè, hôm qua tự nhiên cái lên xu hướng lãng sạc luôn. Nhưng mà thì lên xu hướng thì nó lãng sạc cho đâu chứ nó hay thiệt mà. Bây giờ á, cho các bác nghe thử nhạc của nó nghe coi sao đúng không? Các bác muốn nghe chứ gì thì lên nhạc thôi chứ có gì đâu. Kiểu này hàng xóm mất công qua mắng vốn em nữa. Thì hả, con lo này là con DJ 5.2, nó tích hợp á eco, delay, reverb, repeat, quá đã cho mình chơi luôn. Mà cộng thêm đó nữa hả, là hai con lo con này nè, mình xài xong mình gấp gọn được luôn, chứ không phải là hả mình xài xong á là mình để vậy. Cho nên là con lo này được một cái lo hay, lo khủng, lo lớn, mà còn được một cái là gấp gọn nữa. Cho nên là rất là phù hợp với nhà anh chị nào hả mà thích sự gọn gàng luôn đó. Micro hai thanh, hai cái tai micro nè, full kim loại đó, mà cộng thêm nữa hả là xét được volume tần số trên thân mic luôn, rất là êm ha. Bao đổi trả cho các bác trong vòng 7 ngày, bảo hành lên tận 12 tháng, và đây là loa DJ 5.2. Xin chào.